chào bà con và các bạn nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay mình làm một cái video hướng dẫn cho bà con là một cái kỹ thuật dự trữ chúa tơ trong cái đàn ong một cầu, để bà con trong cái trại ong là sẽ có nhiều chúa tơ dự trữ. Thế báo cáo bà con là trong cái nghề nuôi ong thì lúc nào cũng phải có chúa dự trữ, mà khi trường hợp mà ta quay mặt thì mất chúa thì bà con lại có mũi chúa dự phòng. Thế thì bà con sẽ xem tôi là dự phòng thế nào. Thì báo cáo bà con, đây là cái đàn ong mà có chúa già nhá. Quay cho bà con nhìn đây. Đây là đàn ong mà một cầu. Ta tách ra một đàn ong mà có một cầu, mà có một con chúa già cắt cánh. Để khi mà ta gửi mũ chúa tơ vào thì nó sẽ đi phôi giống một chúa già, chứ không phá mũ. Thì bà con ta xem nhá. Đây là cái đây là một cái mũ chúa mà ta cắm vào hôm gửi hôm 10 tháng 7 và nó nở hôm 14 tháng 7. Và hôm nay là 24 tháng 7 thì con chúa này đã được 10 ngày rồi, thì ta kiểm tra vào ngày thứ 10 là chúa còn nhá. Thế còn nó hay mất vào ngày thứ 5. Thì báo cáo bà con là trong cái đàn ong một cầu của tôi đấy là tôi dự trữ và tôi cho phối mũ được rất nhiều chúa và lại bắt đi. Và chúa già đây là con chúa già cắt cánh thì không bao giờ nó sẽ phá cái chúa tơ, cho nên rằng là bà con sẽ có cách là chúa dự phòng, ta gửi vào những con chúa một cầu và chúa già thì nó sẽ không phá. Đồng thời chúa tơ khi nào mà phối giống đẻ rồi thì ta lại bắt ra và đưa những cái đàn mất chúa, hoặc là ta chia đàn khác. Bà con xem cách tôi giới thiệu tôi làm nữa nhé. Vâng, đây quay đây cho bà con nhìn. Đây là đàn ong có một cầu, một cầu mà trong này có một con chúa già nhé bà con nhé. Và một cái mũ chúa tôi cắm hôm 10 tháng 7 thì chúa nó nở rồi. Đây chúa nở đây. Đây bà con này, mũ chúa là đã nở. Đây là nở hôm 10 tháng 7, thì hôm nay là 24 tháng 7 là chúng ta kiểm tra chúa còn thì bà con kiểm tra chúa nhá. Sao phải nhìn được cái chúa tơ này mà có chúa già. Là trong đàn ong nó có hai con chúa. Đây bà con đã nhìn chưa? Nhìn rõ chúa tơ chưa? Đây là cái chúa tơ nhá. Đến ngày thứ 10 chúa tơ còn nhỉ. Đấy, nhìn rõ cho bà con nhìn rõ chúa tơ. Thế ta sẽ nhìn một con chúa già cắt cánh. Đấy cái chúa tơ vẫn đang bò cái rồi. Cái video có 10 phút làm sao mà nhìn được chúa già cho bà con nhìn thấy. Lật bên kia đi. Nãy đây nhìn thấy chúa già đây rồi đấy. Đây rồi. Bà con này. Bà con đã nhìn con chúa già mà cắt cánh cụt chưa ạ? Nhìn thấy rõ chưa? Đấy. Đây là con chúa già mà cắt cánh cụt nhá. Thì con chúa này là con chúa già mà không bao giờ nó phá cái con chúa mình gửi vào. Thì con chúa này khi phối giống chúa tơ về thì khi nó đẻ thì ta bắt chúa tơ đi để đưa vào những cái đàn mà mất chúa, hoặc là ta chắc phải chia đàn khác. Còn chúa già này vẫn đẻ nhá. Một cầu nó vẫn đẻ tốt như này bà con này. Đấy là con chúa một cầu, chúa già. Mà trong cái đàn này tôi đã gửi được hơn 10 con chúa tơ bắt đi rồi. Đấy, thì báo cáo bà con là trong những cái đàn một cầu mà chúa già thế này, nó chấp nhận được cái điều kiện ta sẽ cắm chúa tơ vào. Và đồng thời chúa tơ đi giao phối về, nó cũng không cắn cái này đâu bà con nhé. Vì cái này là chúa này, chúa gì dạng, chúa già. Tôi vẫn nuôi một cầu, đấy, chúa này. Còn chúa tơ nãy vừa xong bà con nó nhìn thấy rồi. Thế trong cái cầu này là có hai con chúa. Trong cái một cầu nó có hai con chúa, ta đợi con chúa hôm nay là được ngày thứ 10 rồi. Thì nó sẽ phối giống và nó đẻ xong rồi ta lại bắt đi. Ta bắt đi thì bà con lại có chúa tơ khác, ta lại cắm vào đây. Ta lại cho phối giống lần tiếp theo để ta dự trữ được chúa tơ. Thì cái phối giống được con nào ta lại bắt đi. Và chúa già trong cái đàn này thì vẫn cứ đẻ đấy bà con nhé. Và ta cứ nuôi được một cầu này. Đấy bà con này. Đấy là báo cáo bà con là cái cách mà chúng ta dự trữ chúa tơ, để khi nào quay mật những đàn ong mất chúa thì ta lại bắt đi. Và đây cũng một đàn như thế nữa. Đấy, đấy là một đàn. Thì hai đàn này tôi nuôi theo cách như thế. Đây cũng là tôi đã gửi mũ chúa ngày 10 tháng 7 và chúa nở ngày 13 tháng 7. Thế hôm ngày hôm qua tôi xem 13 tháng 7 là chúa tơ vẫn còn, để chứng tỏ rằng là trong cái đàn ong này chúa tơ là không bị mất, mà chúa già vẫn đẻ thì cũng một cầu như thế. Đây báo cáo bà con là cái đàn này đấy.
hai cái đàn này thì tôi cũng nuôi cái hình thức cắm mà chúa tơ đã nở rồi, và ngày hôm qua tôi kiểm tra chúa còn rồi. Đây là cái mũ chúa cũng đã nở cho bà con nhé. Đấy là khi ta gửi vào đây cũng như cái hình thức cái đàn kia là ta sẽ lấy được hai con chúa tơ, và hai con chúa tơ là bây giờ còn là vẫn còn. Tôi còn báo cáo với bà con là còn ong đực, đợt này tháng 7 rồi ong đực, tuy rằng là cái ong đực nó có giảm sút, thế nhưng mà vẫn còn nhiều trong cái trại ong, nó ong đực rất nhiều trong trại ong, nó còn sống trong hết trong 3 tháng hè này. Thế nên là cái việc chúa tơ thì bà con yên tâm là vẫn cứ đảm bảo cho cái việc phối giống với bà con nhé. Vâng, thế thì vừa rồi tôi giới thiệu cho bà con là cái cách mà ta dự trữ chúa tơ vào những cái đàn một cầu chúa già, để ta sẽ lần lượt khi chúa tơ phối giống rồi ta lại bắt đi cho những cái đàn ta quay mặt không may vô tình mất chúa. Thứ hai là ta có thể chia những cái đàn đông, mà trong cái thời điểm này là vẫn có thỉnh thoảng là có những cái đàn chúa tơ thì ta vẫn thu gom để đưa vào đây. Thì trong cái trại ong thì bà con có một số những cái đàn ong một cầu để ta nuôi ra để lấy chúa tơ dự phòng bà con nhé. Thế và video hôm nay là kết thúc. Chào bà con trên mọi miền tổ quốc, thấy hay thì chia sẻ đăng ký kênh và bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào bà con.